Chiều 3 tháng 5 tại Hà Nội, tập đoàn Skyway của Cộng hòa Belarus đã tổ chức hội thảo Skyway, công nghệ đột phá về giao thông của thế kỷ 21, với mục đích giới thiệu về vận tải đường ray dây trên cao như một giải pháp giao thông của thế kỷ 21. Phát triển các phương tiện giao thông thông minh dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang là xu hướng trên toàn thế giới, và giao thông trên cao Skyway là một trong những giải pháp của giao thông tương lai. Skyway được xây dựng dựa trên kỹ thuật ray treo trên cao như các cột chống đỡ, tốc độ di chuyển của xe có thể đạt tới 500 km/h. Giúp vận dụng được không gian tăng hiệu quả vận chuyển hàng hóa, hành khách, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường, chi phí xây dựng và vận hành thấp hơn đáng kể so với các giải pháp giao thông hiện có. Rất vinh dự và may mắn cho tôi được là một thành viên chính thức của tập đoàn mà tập đoàn ủy quyền quốc tế trên toàn thế giới về xúc tiến đầu tư để đưa công nghệ tân tiến này ra thế giới. Thì là một người Việt Nam, tôi không thể là không có ý tưởng để đưa cái công nghệ này về Việt Nam được. Nó hiện tại thì tôi mong muốn rằng là cái buổi gặp gỡ đầu tiên này sẽ là cái cách tiếp cận như là một cái cách giới thiệu với tất cả những người dân Việt Nam, với tất cả các cơ quan thông tấn báo chí cũng như các nhà lãnh đạo, những nhà quản lý để hiểu được sơ bộ về cái công nghệ giao thông tiên tiến này. Và cái điều mong muốn riêng của cá nhân tôi là tôi muốn là làm sao đó, nếu như nó là một cái công nghệ tiên tiến trong thời kỳ 4.0 như thế này, thì chúng ta có thể đưa được về Việt Nam để có thể giải quyết được các cái vấn nạn về giao thông. Sau khi theo dõi Ngài Chủ tịch giới thiệu về công nghệ thì tôi thấy rằng là chắc chắn các bạn cũng tự cảm nhận được cá nhân về cái tầm ưu việt của nó. Cái vấn đề thứ nhất, nó về công nghệ thì nó hiện tại nó đang được công nhận là phát minh tiên tiến nhất về giao thông của thế kỷ 21. Đó là về công nghệ. Vấn đề thứ hai, nó là về vấn đề về tài chính, thì cái chi phí của nó ở mức thấp nhất. Tức là 1 km² thì có thể là tùy theo địa hình từ 2 triệu đến 5 triệu đô la, tức là nó thấp hơn 20 đến cho 25 lần so với cái chi phí đầu tư so với các loại hình giao thông khác. Và cái thứ ba nữa quan trọng, đấy là nó thân thiện với môi trường và không phải giải phóng mặt bằng, gần như là 99% mặt bằng vẫn được hiện trạng, vẫn được giữ nguyên. Và một cái vấn đề quan trọng nữa là cái chi phí bảo trì bảo dưỡng của nó thì tới mức thấp nhất, và tự nó được bảo trì bảo dưỡng ở mức là tự động hóa. Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng những năm qua, nhu cầu vận tải của Việt Nam ngày càng tăng. Do vậy, cần nghiên cứu loại hình vận tải mới, hội tụ đầy đủ yếu tố của loại hình giao thông tiên tiến trong thời đại công nghệ 4.0. Với những tính năng ưu việt của công nghệ Skyway, vừa được giới thiệu như việc giảm thời gian vận chuyển, giảm ách tắc giao thông, sẽ là một gợi ý tốt cho việc ứng dụng triển khai tại Việt Nam, nhất là trong giao thông đô thị, giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc ứng dụng cần phải đánh giá và nghiên cứu trên nhiều yếu tố, cả về mức độ phù hợp, chất lượng và tài chính. Tôi rất ấn tượng về cái công nghệ mà tập đoàn Skyway giới thiệu ngày hôm nay. Thì các bạn đã biết là vấn đề giao thông là cái vấn đề rất là then chốt của chúng ta, đặc biệt là các thành phố lớn. Có thể nói là cái tốc độ phát triển kinh tế của chúng ta đòi hỏi phát triển đồng bộ các loại hình giao thông. Và với một đất nước dân số đông, chiều dài, cái địa hình cũng rất là đa dạng, có thể nói là một cái mảnh đất rất là tốt cho cái việc ứng dụng các cái công nghệ giao thông vận tải đa dạng. Đây là một trong những loại hình giao thông vận tải mới, và với ba cái ưu điểm là thân thiện với môi trường, hiệu quả kinh tế và cái an toàn, như là ông nhà sáng lập ra cái công nghệ này đã giới thiệu cho chúng ta ngày hôm nay, thì tôi thấy nó rất có triển vọng trong cái việc ứng dụng vào thực tế. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải tiếp tục nghiên cứu các cái điều kiện kinh tế xã hội để đảm bảo cái tính khả thi, và cũng có thể là trước mắt có thể nghiên cứu để ứng dụng trong phạm vi hẹp, đặc biệt là ở các cái khu đô thị mới, các cái vùng mà đang phát triển các cái loại hình giao thông mới. Tôi đánh giá cao cái công nghệ này. Tôi thấy công nghệ này là một công nghệ rất là tiên tiến, bởi vì nó đưa cái vận tải lên trên
không trung và giảm cái kẹt xe dưới mặt đất. Thứ hai nữa là cái công nghệ này thì lại rất là tiết kiệm. Nếu mà tính toán theo các cái thông số của tác giả đã đưa ra đó, thì cái công nghệ này rẻ hơn các cái công nghệ mà chúng ta đang áp dụng là gấp rất nhiều lần, có thể rẻ hơn khoảng độ 17 lần. Và vì vậy cho nên là chúng ta nên xem xét một cách rất là nghiêm túc cái việc vận dụng cái công nghệ này. Thuyết trình tại hội thảo, ông Anatoly Yunitsky, người sáng lập tập đoàn Skyway, chủ tịch công ty công nghệ Skyway cho biết, công nghệ Skyway cho phép nhiều loại hình vận tải hành khách, vận tải hàng hóa hoạt động trên cùng một hạ tầng với 3 thể loại chính được điều khiển tự động, gồm Unibus kết nối trong đô thị và giữa các đô thị lớn với nhau có vận tốc lên đến 150 km/h, sức chở lên đến 100 người. Unica là thể loại vận chuyển vật liệu có tốc độ 120 km/h trong khoảng cách 10.000 km, sức chở lên tới 200 triệu tấn một năm. Uninode là thể loại tàu cao tốc với nhiều thiết kế từ 2 đến 100 chỗ, đạt tốc độ 500 km/h, sức chở 1 triệu người trên một ngày trong khoảng cách 10.000 km. Công nghệ Skyway là giải pháp năng lượng tái tạo có thể xây dựng trên mọi địa hình khác nhau, từ đô thị đến miền núi, miền biển, điều khiển tự động hóa, đã được hơn 30 nước trên thế giới ký kết hợp tác ứng dụng, trong đó có Nga, Ấn Độ, các nước Ả Rập.